Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pinew. Ngày nay những câu chuyện tình yêu, hẹn hò qua mạng là điều không còn xa lạ. Không thiếu những cặp đôi hạnh phúc bên nhau khi vô tình một lần kết bạn với nhau. Tuy nhiên, cũng có nhiều cặp đôi dở khóc dở cười. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi. Mới đây, trên một diễn đàn mạng có chia sẻ về một bài viết của một nam thanh niên kể về chuyện tình cảm cá nhân của mình với một cô nàng quen qua mạng. Thanh niên này tiết lộ rằng mình đang quen một single mom xinh đẹp. Sau khi tiếp xúc với nàng lần đầu tiên, anh chàng đã tưởng chừng mình đã gặp tình yêu định mệnh của cuộc đời. Và đó cũng là lý do chàng đổ ngay khi gặp nàng lần đầu tiên. Và cậu cũng thừa nhận rằng đây là mối tình đầu của mình, chàng thanh niên năm nay 24 tuổi. Cụ thể, trong câu chuyện được chia sẻ, cậu này có quen một chị trên ứng dụng hẹn hò Facebook. Chị là mẹ đơn thân năm nay 30 tuổi, còn con của cô năm nay đã 6 tuổi. Sau một năm tìm hiểu thì cả hai về chung một nhà. Tình cảm của cả hai rất là tốt, tuy nhiên có duy nhất một điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Đó là việc cậu cảm thấy mình như trở thành một nô lệ tình dục cho bà mẹ đơn thân này. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng do chị này yêu mình quá nên là đòi hỏi. Tuy nhiên tần suất ngày càng một tăng khiến cậu hoảng hốt. Ngày thì đi làm, tối thì về cứ làm việc vợ chồng 5-6 lần đến tận 3 giờ sáng mới được đi ngủ. Cuối tuần con của chị đến nhà ông bà ở lại thì còn đáng sợ hơn nữa. Thậm chí chị này còn sắm cả dây xích ra để trói tay chân tạo cảm giác khiến cậu hoang mang vô cùng. Chỉ 6 tháng về chung sống mà cậu thanh niên đã sụt mấy kg liền. Đến bây giờ cứ trở về nhà là cậu lại cảm thấy sợ hãi, ám ảnh. Giờ cậu muốn chia tay cũng khó vì không thể đưa ra một lý do lạ lùng như vậy để chia tay. Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều anh chàng đã vào đồng cảm với thanh niên này và cho rằng sức khỏe có hạn nên biết người biết ta. Đâu phải cái gì cũng sướng quá cũng tốt và hy vọng thanh niên này suy nghĩ cho thật kỹ. Còn quyết định thì vẫn phải tự mình đưa ra, chứ không ai có thể quyết định thay mình. Những mối tình quay cuồng ập đến bên đời nhau tưởng như là rất là thật, rất là đời, nhưng mà thực ra là một thế giới ảo và lắm chuyện bi hài. Đó là lý do chúng ta nên xem xét thật kỹ các mối quan hệ chỉ gặp nhau đôi ba lần mà đã quyết định ở bên nhau cả đời. Ý kiến của các bạn như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại comment bên dưới cho kênh của chúng mình nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Pinew các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!